Anh ơi, sao? Việc của mày à? Đi ở chỗ khác, nhanh. Vâng, em tưởng tai nạn hay gì thôi. Đây, việc của tao, của mày à? Đi ở chỗ khác, nhanh. Anh ơi, anh ơi. Quả thì mình với Adi đang đi được thế, mà đánh nhau. Quay lại gì nhỉ? Hả? Quay lại đi. Chúng ta đánh nhau nào? Đánh nhau rồi, không biết bọn nào đánh nhau rồi. Ghê quá. Đi vào, đi vào. Tao sợ nó đánh nhầm mình ấy. Kệ đi, mẹ bây giờ người ta cũng quái. Vâng. Đây có chuyện gì đây? Anh ơi, sao anh? Việc của mày à? Đi ở chỗ khác, nhanh. Vâng, em tưởng tai nạn hay gì thôi. Đây, việc của tao, của mày à? Đi ở chỗ khác, nhanh. Anh ơi, em không biết gì đâu. Anh ơi, em không quay đâu ạ. Nhưng mà bọn anh đánh người. Đi ra nhanh. Không tao đánh chết đấy. Đánh kìa. Anh ơi, em bóng hoan đấy, Đây. Bây giờ bọn anh đánh người này. Chắc là cũng thấy có người ghế vật. Nhiều ấy. Bọn này một thúc vật. Đi xem mấy thằng kia ra sao. Đi. Xe. Ủa tao chuồn lắm ấy. Thì cả tao. Tao đâu chơi, nó chơi cả mình luôn ấy. Ít mẹ. Đi xem nó làm sao, sợ chúng nó quay lại ấy. Ít mẹ. Chúng không quay lại đâu. Bây giờ chúng nó đi rồi. Nó đi ở. Mình báo công an được mà. Được thằng. Ôi trời, thằng kia. Em ơi. Không sao không? Mày soi nào. Mày có làm gì không? Đi. Đau quá. Mọi người thì em ấy cũng biết sao kìa. Còn đánh kìa. Xuống hộ hỏi nó. Mày xuống đi mày tắt cái này đi. Còn chơi được không? Khổ quá em ơi. Đúng. Lên. Sao mà lại một lũ đánh mày thế này ấy. Thôi, lên đây. Đi từ từ thôi. Thế sao người ta lại đánh em thế này em? Sao mà một mấy thằng nó đánh đầu thế này? Con sao em, con sao? Chơi tay làm sao, đầu óc làm sao không? Đâu ạ? Đây người ơi, kiểu, khổ thân quá nhỉ? Kiểu em đi làm xong rồi kiểu mẹ em ốm rồi. Nó mẹ em gọi em về ạ, xong rồi em kiểu em đòi lương ấy, xong rồi không được xong rồi em. Thì ừ. Em kiểu nó dặn em ra chỗ này để lấy lương ạ, xong rồi tự nhiên có 3-4 thằng con mẹ nó đánh em ạ. Thế bộ đó ở đâu em? Em không biết, hình như bọn nó là em đòi lương của nó, bọn nó giải không, bọn nó mọi người đánh em hay sao ấy. Nhưng mà bọn này có phải là người chỗ làm không? Vâng, phải ạ. Một anh thì phải ạ. Thế nhà em ở đâu? Thế em chân tay em ở đâu thế nào không? Nó đấm có vào chỗ nguy hiểm nào không? Có ạ. Nó đấm em mấy sao mặt đau. Ôi trời ơi. Mọi người đi làm đã giáo giả tiền thì còn đánh người. Bọn này bọn súc vật đéo còn người. Thế mày có biết cái thằng ở chỗ làm kia nó nhà nó ở đâu không? Em không biết. Bây giờ thì mình là người cách cư, hỏi những vấn đề làm gì. Thế nhà em ở khu nào? Nhà em ở sân động. Ở đây khá xa. Thế sao em bao tuổi rồi sao vậy? Dậy đi. Ngồi hẳn hoi một tí được không? Em có người thân nào ở đây không? Hả? Hả? Em có người thân nào ở đây không? Em không ạ. Thế bây giờ đi đâu được? Thế bây giờ cho nó về ấy đi, cho nó về nhà mình đi. Xong mai cho nó về sau. Bây giờ về chỗ anh nhá. Vâng, em thế nào giờ anh tí em cảm ơn anh lắm. Nhưng mà mày có đau lắm không? Có phải đi viện không? Chắc không phải. Nếu mà đau quá phải đi viện đấy. Em xem có đau nào thì bảo bọn anh thì. Đầu có việc gì không? Nó chỉ đánh vào mặt thôi, không đánh vào đầu mấy. Đánh vào mặt có gì? Thế rồi đi cho nó về nhà mình xong ấy, xong mai mới về nhá. Lên xe đi. Cái chân đây nào.
Đây mọi người, thì bây giờ chắc là mình cũng đưa nó về nhà. Đưa về nhà mình nhá mọi người nhá. Đây thì em thấy thì mình cũng đi đường chỉ bất gặp tình cờ thôi. Mày đi mày kèm nhé. Ừ, để kèm cho. Mày kèm để tao ngồi đằng sau tao dưới nó. Đúng khổ thật đấy. Xã hội này ở đây đúng là loạn rồi đấy. Đã đéo trả tiền còn đánh rồi. Thôi nha. Tắt máy đi đây.